tử vi tuổi Bính Dần 1986 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, hôm nay kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của những gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 12 âm lịch. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, tuổi Bính Dần có gặp may mắn tài lộc, làm ăn phát đạt hay là gặp phải đen đủi, xui dẹo đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết và cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Bính Dần trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 12, từ ngày 24 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 12, từ ngày 5 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ sẽ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý nhiều tới sức khỏe, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Bính Dần trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 12, từ ngày 15 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 12, từ ngày 27 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 12, từ ngày 8 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ất Thuận Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Bính Dần 1986 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Bính Dần, đây là một tháng khá tốt cho sự phát triển sự nghiệp của bản mệnh. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ý kiến chủ quan của mình. Về mặt sức khỏe, người tuổi Bính Dần cần chú ý bồi dưỡng cơ thể nhiều hơn, đặc biệt nên tìm cách để giải tỏa căng thẳng tinh thần. Nếu chính bạn không biết thoát ra khỏi những áp lực vô hình, thì có lẽ chẳng ai có thể giúp được bạn. Kỷ âm thổ gặp dần dương mộc là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Bính Dần cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong tháng này, các gia chủ Bính Dần sẽ cần chú ý ngày âm lịch 12 tháng 12, tức ngày 24 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý,
tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo và giúp những con đường công danh, tài lộc thêm phần hành thông, rộng mở, thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Giáp Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn minh quang pháp bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Bính Dần. Trong tháng 12 âm lịch, công việc của các gia chủ Bính Dần thuận buồm xuôi gió, gặt hái được những thành công đáng kể. Bản mệnh sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Đây là thành quả có được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh. Song cũng không thể phủ nhận sự nâng đỡ, tương trợ của quý nhân. Có quý nhân chỉ lối soi đường nên bản mệnh mới có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trên chặng đường phía trước của mình, không lo u mê lạc lối. Hơn nữa bản mệnh luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng với mọi phương án có thể xảy ra. Nhờ sự lo xa ấy mà giảm thiểu được khá nhiều khó khăn, trở ngại, cũng giảm bớt sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải nhớ rằng phải giữ cho mình sự khiêm tốn, chớ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Bính Dần nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Quý vị thân mến, trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp những thông tin thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội được tư vấn miễn phí từ thầy Gia Cát tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tài lộc của tuổi Bính Dần. Tử vi tài lộc của tuổi Bính Dần năm 2020 cho thấy, trong tháng 12 âm lịch, tình hình tài chính của con giáp này không có nhiều biến động. Mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo, cũng khiến bạn đỡ tốn nhiều thời gian, lo lắng hơn. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần phải có thái độ cẩn thận và tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Người tuổi Bính Dần đã biết quản lý tài chính, cho dù mức thu nhập có thể không quá lớn, nhưng vẫn đủ để dùng dỉnh chi tiêu. Bản mệnh còn có tính lo xa nên đã chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu nhất. Ngoài ra, vì đã có tài vận ổn định, người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có thể thoải mái làm những việc mình mong muốn. Hơn thế nữa, bản mệnh lại chăm chỉ, cần cù nên việc làm ăn buôn bán không đến nỗi nào. Đồng ra, đồng vào là chuyện dễ dàng. Có điều, kênh Phong Thủy Gia Cát nhắc nhở bản mệnh hãy giảm bớt thói phù phiếm của mình. Chớ nên vì thói sĩ diện mà nghiến răng mua sắm hoang phí. Bởi có thể chỉ một phút bốc đồng có thể khiến bạn rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Để may mắn thành công, các anh chị tuổi Bính Dần hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó, tình cảm và gia đạo. Bước sang tháng 12 âm lịch, bản mệnh không còn đào hoa như những tháng trước. Vì vậy, tỷ lệ tìm được người như ý là khá thấp. Thời điểm này, quý gia chủ tốt nhất nên tập trung cho sự nghiệp, không nên vương vấn quá nhiều cho tình cảm. Hơn nữa có thể bạn đang không mấy quan tâm đến việc tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn tự thấy bản thân vẫn có thể sống tốt dù không có ai ở bên cạnh, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì không phải lo toan cho người khác. Con người đã lập gia đình cần quan tâm đến gia đình nhiều hơn, không nên dồn hết trách nhiệm cho nửa kia, dù công việc có bận rộn đến mấy. Có thể điều này khiến cho đối phương cảm thấy hơi cứng nhắc, nhưng với bản mệnh, đó là điều cần thiết để bạn có thể làm chủ được cuộc sống của mình. Tuy nhiên, sự nhàm chán có thể khiến cho mối quan hệ giữa hai người dần hạ nhiệt. Đừng để mình lý trí quá mức, hãy lãng mạn trong phạm vi có thể được nuôi dưỡng tình cảm, hâm nóng tình yêu để cảm xúc giữa hai người luôn như thuở ban đầu. Vậy để kích hoạt đào hoa, người tuổi Bính Dần hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận
Sần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Về sức khỏe, trong tháng 12 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Bính Dần khá tốt. Tuy nhiên, do bạn lo lắng quá nhiều dẫn đến thiếu ngủ, làm tinh thần không tốt. Bạn cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu của mình. Ngoài ra, bản mệnh hãy chăm tập thể dục, thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình. Ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Đồng thời khuyên người tuổi Bính Dần nên sử dụng kim bài thái tuế đem theo bên mình để hóa giải vận đen, đem lại may mắn, tài lộc và sức khỏe. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ đến quý anh chị về vận trình tử vi của các gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 12 năm 2020 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, share, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.